Đã từng đi vào một cái vườn hoa người ta trồng thạch thảo để tham quan lần nào chưa? Hôm nay thì theo chân Tứ dẫn mọi người đi nha. Trời lúc này đang là mưa lâm râm, mình bắt đầu là mang cái đôi ủng này vô. Chân mình to quá nên mang cái đôi ủng này không vừa. Đi ngang qua cái vườn này là người ta đang trồng hoa hướng dương ở nha. Đây, đây chính là cái hoa thạch thảo mà cái hoa mình đang nhắc tới ngày hôm nay. Thật ra thì bản thân mình xài hoa thạch thảo cũng khá là nhiều năm, nhưng mình cũng chưa có dịp đi lên tận vườn để xem. Trong khi là mình xài số lượng cũng rất là lớn. Hôm nay thì có dịp đi làm show thì sẵn tiện ghé qua vườn mình coi luôn. Một cái bông hoa thạch thảo như thế này mà khi mà người nông dân á mọi người trồng thì phải hơn 3 tháng thì người ta mới thu hoạch được. Đó, ở đây là những cái hoa thạch thảo lúc này mọi người thấy là đang còn màu xanh á, nghĩa là nó chưa có nở ra thôi, nhưng mà khi nở ra thì trắng trắng bun luôn. Thì nó sẽ có hai dạng nha. Một dạng á thì người ta sẽ quyết định đem cái hoa thạch thảo đó bán ở chợ thì người ta sẽ để cho nó hơi búp búp như non non giống vậy. Còn một dạng thứ hai á, là người ta sẽ để giống như kiểu mà hoa cho sự kiện dành cho đám cưới á, thì người ta sẽ để nở trên vườn luôn như những clip mình đã từng chia sẻ. Nhưng mà cái khuyết điểm lớn nhất của hoa mà để trên vườn á thì giống như kiểu mà xài không hết thì sẽ bị hư hơn. Rồi giống như kiểu mà khi mà bạn muốn mua thì phải đặt trước người ta để nở trên vườn, chứ không có thể nào mà có sẵn luôn luôn có. Đó, giá thành thì sẽ cao hơn. Còn bây giờ thì mùa này thì mọi người biết là cưới thì không có nhiều, cho nên là hoa thạch thảo cũng tồn đọng trên vườn khá là nhiều thôi. Đây là một trong những trải nghiệm lần đầu tiên của mình nha cả nhà. Nói chứ mình thì cũng con nhà nông, nhưng mà nói từ nhỏ đến lớn gia đình mình đâu có trồng trọt bất kỳ một cái gì đâu, cũng không có rành. Đây, cái này là cái thạch thảo non màu xanh này, và mình cũng đang gọi là ngâm cứu xem cái này có thể sử dụng gì cho nó nhanh không, để có thể sử dụng nó hết, thấy nó cũng đẹp đẹp, nó mơn mởn non non đó. Rồi, ở quê mọi người thì có hay trồng hoa hoặc là có kiểu những cái vườn mà xanh mơn mởn thế này không? Nhưng mà riêng mình thì khi mà vào đây, và đặc biệt lúc mà mưa lâm râm thế này, thì mình nhìn thấy một cái điều là thấy người nông dân họ cực, tức là trồng cũng rất là cực. Mà với mình thì cái vườn này chắc có lẽ là cũng chưa chưa phải là gọi là vườn vườn theo kiểu mà người ta hiện sau này ha, đất rồi người ta trồng lên thôi, chứ còn sau này mình thấy có một số vườn người ta làm kiểu nhà kính người ta trồng thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà nói thì nói chứ những cái loại hoa này thì giá thành cũng đâu có phải là quá cao đâu, cho nên đôi khi, với lại thứ hai mình cũng không rành, nói chung là mình không rành lắm người ta có thể trồng được trong nhà hay không, cái hoa này mình không biết nha. Nhưng mà theo mình nghĩ rằng là nếu mà đầu tư một cái hệ nhà kính để mà trồng cây, đương nhiên giá thành nó sẽ cao hơn, cho nên những cái hoa nó năng suất và cái đầu ra nó phải tốt hơn. Còn thạch thảo thì cũng có đầu ra đó, nhưng mà giá thành thì nó cũng vừa. Mùa cưới thì đương nhiên nó sẽ nhiều rồi, nhưng mà còn cái mùa bình thường thì không biết. Nguyên cái khu mình đến đây thì là một cái làng mà trồng hoa, mình thấy nguyên cái cụm này là trồng hoa thạch thảo khá là nhiều, đi đâu cũng thấy quá trời trời luôn. Nó trời đang mưa mưa rồi, bây giờ sẽ dẫn chân mọi người đi sang một cái chỗ gần gần đây trồng một cái loại lá mà mình cũng thường xuyên hay xài, đó là lá mimosa. Mimosa là nghe tên là biết Đà Lạt đúng không cả nhà, nó một trong những loại lá rất là đặc trưng ở đây. Nhưng mà hồi trước thì người ta cũng không khai thác nhiều để mà sử dụng, dạo vài năm đổ lại đây là bắt đầu là người ta cắm hoa bằng cái lá này khá là nhiều. Hồi xưa thì không có đâu, tức là ít không có nhiều, còn bây giờ thì kiểu nó giống như một cái loại lá quen thuộc luôn, một cái gọi là cái gia vị quen thuộc của món ăn cắm hoa đó là lá mimosa, cho nên rất là nhiều người xài, cho nên người ta trồng khá là nhiều. Một cái cây như thế này thì nó năng suất nó ra cũng nhiều đó, mọi người xem cây mơn mởn rất đẹp, nhưng mà cắm hoa vô rất là đẹp. Bên Tứ thì hay sử dụng cây này, người ta cứ hái cái ngọn người ta bán xong mình lại làm tiếp. Rồi cái đi vòng vòng mà thấy cái đất đai này nó màu mỡ ha. Đi ngang qua nhà người ta thấy thanh long tính địa dài trái, nói thôi chứ tính địa là kiểu gọi là có văn hóa, nhưng mà ai ngờ đâu là gia chủ cũng đã gọi là có lòng luôn rồi, em trai của gia chủ đã lấy cho mình, lấy sao thì lát đưa nha. Đi lên cái đồi dốc này để coi, khu này người ta trồng thanh long cũng khá là nhiều. À, cái hoa này nè mọi người, hoa này mình đã từng nói là hoa thạch thảo kép á, nó giống như cái hoa thạch thảo bình thường nhưng mà bông nó bự hơn, nó nhiều hơn. Nhưng mà hỏi mình có thích cắm không nha, nó đẹp hơn, nó lợi hơn, tất cả mọi thứ đều thích, nhưng mà mình có thích không? Chắc chắn là mình không thích, tại vì nó ngứa lắm cả nhà. Như là cái bông hoa đó khi mà cắm, không biết lý do tại sao cắm lên tay nó ngứa lắm, mà người cắm rất là khó chịu, cắm nguyên một ngày cái hoa thạch thảo đó coi như là phòng tay luôn, nó rất là ngứa, không biết lý do tại sao luôn. Đó, cái cây mimosa này là lá nó cũng mơn mởn, khi mà mọi người sử dụng thì bán thì người ta sẽ cắt cho mình cái đọt rồi mình cứ cắm thôi, nó sẽ nảy ra cái khác. Nói chung là ở đây là cái vườn mà người ta trồng hết tất cả những loại hoa lá mà Tứ vẫn hay sử dụng. Tuy nhiên thì mình chưa đi vào những vườn hồng hay vườn tú cầu, sẽ còn quay lại để quay cho cả nhà xem. Và trên đây là chia sẻ với mọi người một số cái hình ảnh, tại có những clip mình đăng lên có khúc ngắn khúc dài, mọi người cứ coi thử nha. Nếu ai cảm thấy thích nghề này cũng như là thích Tứ thì có thể cho Tứ xin một cái theo dõi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, mình là Simon Tứ, chuyên chia sẻ những clip hậu trường về nghề trang trí cưới do chính mình làm. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.